Anh mới gõ xong một đề này. Nhưng mà mình xem đề này luôn. Vâng. Một cái đề khác. Đấy, trong cái bộ đề của tháng 5 ấy thì nó có 5 đề. Đấy, đây là một cái đề số 2 trong bộ đề đấy. Mình cùng xem thôi. Rồi. Cái nội dung vẫn là như vậy. Nhiệm vụ 1 ở đâu? Yêu cầu 1 nó vẫn làm gì? Nó vẫn là định khoản. Yêu cầu 2 nó vẫn là gì? Lập, đúng Báo không? cáo kết quả Lập kinh báo cáo doanh. về kinh doanh. Vâng. Mình sẽ xem này, bây giờ mình sẽ đi định khoản này và lập đúng không? Đây, anh sẽ tô lên. Này, phần 1 là ma. Trong kỳ các vụ phát sinh, đấy là các vụ như này. Phần 2 là ma đây. Biết cái khoản kia có đủ đấy để hoạt động. Thế thôi. Yêu cầu của mình đây. Được chưa nào? Rồi, và Vâng. anh đã nói rồi. Đầu tiên ấy là mình phải xem là gì. Cái này là hạch toán theo pháp gì đúng không? Rồi các thứ, mình cùng xem này, đây. Người ta nói luôn này là mình xem là công ty này hạch toán theo pháp gì, theo phương pháp kê khai thường xuyên. Có À. hai phương pháp đấy, không, chứ anh đã nói rồi mà, kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ thì đi thi người ta viết tắt thôi, mình cũng biết rồi đúng À. không? Và anh đã nói rồi đấy là mình sẽ gặp chủ yếu là gì, phương pháp kê khai thường xuyên thôi, được chưa? Đấy, tính thuế theo pháp khấu trừ chưa nào? Và trong kỳ thì có tài liệu như sau. Rồi, đơn vị là 1.000 đồng đây, nhớ mình chỉ cần nhớ là tính thuế theo pháp gì thôi, bởi vì đây hàng tồn kho lúc nào anh cũng thấy là theo pháp kê khai thường xuyên rồi, bây giờ mình chỉ cần quan tâm là tính thuế theo pháp gì thôi, không pháp gì. Khấu trừ Thì nhớ là mình có được tính thuế vào không? không ạ. Rồi, không, không tính. Mình cùng xem này. Nhiệm vụ 1 là gì? Định khoản các nhiệm vụ kinh tế trên. Nhiệm vụ 2 là lập báo cáo kết quả kinh doanh. Rồi, thì bắt đầu mình đến nhiệm vụ, tức là mình đến yêu cầu 1. Nó vẫn giống đúng không? Nó vẫn giống y hệt kiểu bên kia kia đấy. Vâng. Đấy, nó vẫn giống xương xương ấy. Nó chỉ thay số các thứ thay các kiểu thôi. Thì mình cùng xem. Nhập kho đủ logo của dụng cụ, hàng mua đang đi đường kỳ trước với giá như thế này. Thì đây, anh định khoản đi, anh chỉ ghi cho em thôi. Đầu tiên là nợ tài khoản hàng hóa. Úi dồi ôi, nhập cái gì? À, nợ tài khoản công cụ dụng cụ. Tí thì nhỉ. Đây, em Nhầm nhớ nhầm rồi đang con ông. nhớ đến cái đoạn mà anh bảo là ý là cái này mà nhập đủ về thì không tính thuế vào ấy, nên là em đang nghĩ xong rồi em nói luôn. Đó, thì không tính thuế là đúng, nhưng mà anh đang hỏi ấy mà. Trời ơi, ủa sao anh đi chữ nhập mà, nợ mà, quên. Nợ. Tài Nợ khoản gì đây, công nhập cụ cái gì? dụng cụ. Nhập cái gì tăng cái đấy, đây nhập công cụ dụng cụ thì tăng công cụ dụng cụ. Và có tài khoản gì? Chắc là tiền mặt đi. Trời ơi, nhớ cái này quên cái kia à. Rồi. Đây. Nhiều một đây, nhập kho nguyên vật liệu. Thì mình có được khoản gì cơ? Hàng mua đang đi đường. Bởi vì nó đang đi đường kỳ trước, bây giờ nó về mà. Thì có phải kỳ trước mình đã ghi nhận là hàng tăng hàng mua đang đi đường rồi không? Bây giờ nó về thì mình phải giảm hàng mua đang đi đường chứ, đi chứ. Tiền cái gì, đúng không? Liên quan gì đến tiền ở Vâng. đây đâu? Nhớ như vậy. Rồi, có tài khoản gì? Hàng mua đang đi đường. Bởi vì người ta bảo này, nhập được cái hàng mua đang đi đường kỳ trước. Có phải là kỳ trước mình đã ghi tăng hàng mua đang đi đường rồi không? Thế bây giờ mình sẽ phải ghi giảm hàng mua đang đi đường đi. Tức là có tài khoản là hàng mua đang đi đường đúng không? Thế thôi. Giá trị là bao nhiêu? Không ghi thuế nhá, bởi vì lúc ghi nhận hàng mua đang đi đường mình đã ghi thuế rồi, anh đã nói rất nhiều lần rồi đúng không? Vâng. Rồi thì ghi nhận giá trị bao nhiêu? 27.000. 27.000. Cái này cũng thế đúng không? Vâng. Rồi xong, bây giờ anh sẽ bôi đỏ cái định khoản lên. Rồi. Tiếp theo là cái vụ 2 này. Đấy, đây đây là anh có cái đề như này nên anh mới ghi sau số 1 là cái này luôn thôi. Còn ấy đi thi thì như nào? Mình sẽ ghi đúng không? Bài làm xong mình ghi số 1 xong mình ghi nợ có luôn đúng không? Đấy chứ không Vâng. có đề đâu. Đề nó ở trên rồi. Với cả nếu mà thế thì không cần chép đề xuống nhá, chỉ cần ghi định khoản thôi. Đấy. Kéo đây chưa này nhìn cho dễ thôi. Rồi. Thế là cái vụ 2 mang tiền mặt vào gửi tài khoản ngân hàng thì lại giống y hệt trên kia rồi. Nợ gì nhỉ? Khoản tiền gửi ngân hàng, Có tài khoản. có tài khoản tiền mặt Số là bao nhiêu? số là 206.000. Rồi xong. Đấy xong rồi, xong hai nghiệp vụ rồi. Rất là dễ như vậy. Tiếp theo nghiệp vụ số 3 mua. Đây, cái này đã khó hơn rồi.
là bây giờ nó có hao hụt các thứ các kiểu này. Cùng xem nào. Đấy. Thanh toán toàn bộ tiền ngân hàng, ok. Rồi. Tức là gì? Bây giờ mua hàng hóa, nhập, mua 200 cân, nhưng mà nhập được mức 195 cân thôi. Hao hụt trong định mức là 3%. Điều kia em tính ra nhá. Để tính ra nháp thôi. Đấy là hao hụt trong định mức là bao nhiêu? Hồ cho định mức là 3%. Ừ. Nhập 3%. 3% của cái gì cơ? 3% của Của phần mình mua ấy. 200 kg. Vâng. Thì nhân ra là bằng bao nhiêu kg? 3% nhân 200 bằng 6 ạ. 6 kg đúng không? Thì nhá, mình nhận thấy này. Mà thiếu bao nhiêu? Mình nhập kho Thiếu 195 tức là 5 thiếu bao nhiêu? Thiếu 5 5 thì cân. nó trong định mức hay ngoài định mức? Ngoài ạ. Sao lại ngoài? Được được thiếu Một bao trong nhiêu ấy những nhỉ? mức là sao? À, được thiếu được 6. Ừ, sau trong định mức tức là được thiếu bao nhiêu? Hiểu không? Được, vâng. Được thiếu bao nhiêu? Đây là nháp thôi nhá, còn ở trong bài em chỉ định khoản thôi. Được thiếu, có phải được thiếu 6 không? Nhưng mà bây giờ một thiếu mỗi năm Vâng. thôi. Thì trong định mức hay ngoài định mức? Trong ạ. Ừ, trong định mức rồi, bởi vì thiếu 5 vẫn ok được, đúng không? Vẫn trong định mức. Trong định mức thì mình có cần phải xét Không ạ. không? Ừ, không phải xét gì hết. Tất cả mình vẫn ghi nhận theo 200 nhá. Vâng. Đấy, tức là mình vẫn ghi nhận cả 200 hàng hóa. Tức là mình phải vẫn ghi nhận cả 200 kg ấy. Vẫn ghi nhận đủ 200. Đấy, hiểu này không? Vâng. Rồi. Vẫn ghi nhận đủ là 200. Xong. Đó. Vậy thì mình định khoản như bình thường thôi. Mình coi như đây, mình đã phân tích ở trên này rồi. Và trên này là nháp, được không? Nháp. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ định khoản này. Đây là gì? Đây là mua hàng hóa về thì anh đã nói rồi. Với một nghiệp vụ mua hàng mình định khoản như nào? Đầu tiên là nợ tài khoản gì nhỉ? Tài khoản hàng Hồi trước. hóa. Ừ. Nợ khoản hàng hóa, bởi vì mua hàng về thì hàng hóa tăng lên, vậy là nợ tài khoản hàng hóa. Tiếp theo lại còn có thuế nữa. Mà anh đã nói rồi, đây này, thuế này, thuế VAT này. Thì anh nói rồi, đấy là khi mua hàng ấy, tức là phải trả tiền để nhận tiền. Phải trả tiền. Ừ. Mà lại phải chịu thuế Thì thì sẽ ghi sẽ nhận là là thuế thuế đầu vào VAT đúng không? đầu vào. Vâng. Vậy là nợ tài khoản gì? Thuế VAT đầu vào. Ừ, rồi. Thế thôi. Đã đến cái thứ ba ấy, là mình xem là gì. Mình xem ấy ở đây trả bằng gì thôi. Để mình ghi có. Trả bằng cái gì, cái ý giảm. Đây là trả bằng gì nhỉ? Trả bằng tiền gửi ngân hàng thì À, là vậy có có tài tài khoản. khoản tiền gửi ngân hàng. Thế thôi. Bây giờ mình xem số là bao nhiêu mình ghi vào. Đầu tiên là đây là thuế VAT đem gốc khấu trừ. Cho nên ấy cái giá giá gốc đúng không? Mình sẽ không tính thuế vào. Vậy giá gốc đây là bao nhiêu? Tổng giá thanh toán thôi. Người ta cho tổng giá thanh toán chưa? Rồi, sẽ là Ừ. 20.000. Đúng rồi, 20.000. Đấy, và đây cái việc mà người ta cho thiếu 5 kg này. Đấy, người ta cho tổng giá thanh toán như này. Đấy thì mình không quan tâm cho nên mình ghi 20.000. Tuy nhiên ấy, nếu mà người ta bảo là đây là thiếu 10 kg chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ phải Vâng. tính lại cái giá này, đúng không? Vì lúc đó mình đã nó liên quan đến cái giá này rồi, bởi vì nó đang ngoài định mức rồi, ngoài định mức mình phải trừ ra khỏi. Đấy nhưng mà đây vẫn trong định mức cho nên mình vẫn tính hết vào. Vậy ở đây vẫn là 20.000, hiểu chưa? Vâng. Rồi, còn thuế là bao nhiêu? Thế sẽ là 10% nhân 20.000 sẽ là 2.000. Là có tài khoản tiền gửi ngân hàng là bao nhiêu? Là 22.000. 22.000 đúng không? Tổng bên nợ. Là em thấy đúng không? Hình như là anh thấy là nó vẫn giống như trên này. Cái nghiệp vụ mua hàng, định khoản vẫn giống hay sao ấy? Cùng xem nào. Có không? Ừ, Một không ạ. À. xíu. Bởi vì trên này nó là thanh toán một phần, còn nó là một phần không thanh toán đúng không? Vâng. Đấy, một phần chưa thanh toán chứ không phải không thanh toán. Đấy. Thì mình lại ghi cả một khoản nợ nữa, còn đây thì không, bây giờ trả hết rồi, đúng rồi. Mỗi câu nó sẽ hỏi khó thêm một cái kia là nó sẽ là một phần thanh toán, một phần chưa thanh toán, đấy. Còn ở đây thì nó sẽ thêm vào cái hàng trong định mức nữa, mình phải hiểu, đấy thì mình mới biết là định khoản như nào. Xong rồi, là dễ thôi. Tiếp theo là vụ số 4, bán hàng, đây đến bán hàng rồi. Ủa giống hết à? Bán hàng xuất kho 15.000. Giống hệt đấy, cái đề này nói lấy giống hệt cái đề kia thôi, nhưng mà thôi không sao. Thế là mình định khoản tiếp. Đấy là gì? Đây là bán hàng Xuất mà anh biết nhá, kho à mà nhưng em mà biết nhá.
mình luôn phải ghi nhận, khi bán hàng mình ghi nhận bài bút toán. Bán hàng ghi nhận hai Ừ. Thứ nhất là gì? doanh thu và là vốn hàng bán. Hai trở lên, tức là đây có cả ba đấy, bởi vì nó còn phải chịu chi phí vận chuyển nữa, đúng không? Thì phải ghi nhận ba cái đấy, Vâng. đúng chưa nào? Rồi, doanh thu. Đầu tiên cái doanh thu thì mình sẽ ghi gì nhỉ? Anh đã nói rồi, ghi nhận doanh thu thì mình sẽ xem là người ta trả chưa, tức là thu tiền chưa đấy. Vâng, chưa trả. Ừ, À, chưa vậy là thu nợ tài tiền khoản. thì sẽ là phải thu nợ tài khoản, phải thu khách hàng. Tiếp theo, có tài khoản gì? Có tài khoản doanh thu bán hàng Đúng và rồi, cung cấp dịch vụ. doanh thu tăng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Và sẽ còn có tài khoản gì nữa? Đây là bán hàng cho nên phải trả tiền, được nhận tiền. Phải trả. À, được nhận, nhầm. Bán hàng là mình thu tiền về, mà khi thu tiền lại phải chịu thuế, sẽ là thuế đầu ra phải nộp, đúng không? Vâng, Đấy, thuế. thôi thế gì nhỉ, thuế VAT. Thuế và các khoản phải nộp. Thế bao không phải nộp luôn đấy, ok nhá. Rồi đấy, thứ nhất là doanh thu là như vậy. À, mình xem ghi nhận bao nhiêu luôn. Đầu tiên là mình sẽ ghi nhận bên Có có trước chút rồi ghi bên nợ thì sẽ sau. Doanh thu là bao nhiêu? Đây là nhớ là thuế VAT theo phác khấu 55.000. trừ, chứ không tính thuế vào. Vậy đây là 55.000. Thuế là bao nhiêu? Trăm của 55.000 sẽ là 5.000. Cái gì? 5.000. 10%, 10% của 55.000 mà là 5.000 á? Vâng. À, mà mày tính chưa? Sao tự Chưa. tin tính nhầm ấy? Em à, 5.500. Ừ, 5.500. Nhớ đi thi bấm máy tính đi nhá. Rồi, Vâng. bên nợ là bao nhiêu? Thì mình tổng. 40.500. Ừ, nhớ nhá, đi thi em cứ nhớ là 1 cộng 1 em cũng phải vào máy đấy. Thì Chết mất thôi. tính nhầm sai hết này. Rồi, thứ hai ghi nhận gì nhỉ? Thứ hai là giá vốn hàng bán. Hiện doanh thu bán hàng lúc nào cũng phải ghi nhận là vốn đang bán kèm theo. Đen nợ tài khoản gì? Cái này thì luôn là như vậy rồi. Ừ. Hiện giá vốn đang bán là nợ tài khoản giá vốn đang bán luôn, có gì đâu. Đúng không? Và có tài khoản. Có tài khoản hàng hóa. Đúng rồi, bán hàng nên hàng giảm. Và hiện theo giá bao nhiêu? Người ta sẽ nói luôn cho mình. Bao nhiêu? 15.000. Đúng rồi, là vốn xuất kho đây. Ok. Đó, và cuối cùng là mình sẽ ghi nhận thêm một khoản gì nữa, bởi vì ở đây có chi phí vận chuyển này. Đấy, thì mình sẽ ghi nhận thêm một khoản chi phí vận chuyển nữa, đúng không? Chi phí vận chuyển. Đó. Đấy, phí vận chuyển là bao nhiêu mình cũng ghi nhận này. Thì đầu tiên ấy, mình biết rồi, chi phí vận chuyển là khi mà bên bán phải chịu sẽ tính vào gì nhỉ? Chi phí bán hàng À, tăng đi bên. đăng ghi bên nợ, Ừ, nợ tài khoản gì đây? chi phí bán hàng Rồi. Tiếp theo là như đã nói rồi, đây lại còn có thuế nữa này. Mà đây là gì? Khi mà người ta bán hàng ấy phải chịu chi phí vận chuyển, tức là ấy, người ta bỏ tiền ra hay thu tiền về. bỏ tiền ra. Ừ, tức là phải trả đấy, đúng không? Đấy, mà lại phải chịu thuế thì sẽ tính vào thuế gì nhỉ? Thuế VAT đầu vào. Đúng rồi, VAT đầu vào. Ok. Nợ tài khoản chi phí bán hàng, nợ tài khoản thuế VAT đầu vào, đúng không? Vâng. Thuế VAT đầu vào. Và có tài khoản gì? Thì mình xem là trả bằng cái Và gì có thôi là được. Đây. tài khoản phải trả người Trả. bán. Ừ, chưa thanh toán này. Vậy thì đã là phải trả người bán. Có tài khoản phải trả người bán. Rồi nhá. Đó. Ok. Ghi nhận theo bao nhiêu mình cùng xem. Đấy. Đầu tiên này mình biết rồi. Đây là giá này đã có thuế chưa? Rồi tách thuế ra. Giá đã bao gồm thuế rồi đúng không? Đấy, nên phải tách thuế ra được không nào? Đấy, thì tách mình biết rồi. Cái phần tách ra rồi ấy, thì mình sẽ để vào chi phí bán hàng. Còn phần thuế mình sẽ để vào thuế đầu vào. Vậy tách ra đi, xem nó là bao nhiêu? Nào. Sẽ là 500. Lấy 550 chia 1 cộng 1%.
là 500 ở đây. Và phần này là 50 đúng không? Bởi vì tổng là cả thuế vào là 550 thì cái này chỉ có là 50 thôi đúng không? Vâng. Tôi phải trả cái bán là bao nhiêu? Và trả người bán là 550. Ừ, tổng vào thế là được. Đấy thế thôi. Mình ghi nhận xong rồi. Đây trên nào. Đấy nhá. Đấy là mình đã định khoản xong này. Về cái nhiệm vụ số 4. Nó rất là dễ vậy thôi. Đấy là thường anh thấy là một cái bán hàng thì nó sẽ là cái dài khá là dài rồi đấy. Có thể là dài nhất chẳng hạn. Ok. Rồi. Tiếp theo là đến nhiệm vụ số 5. Lại là xuất kho của dụng cụ trị giá 4.000 sử dụng tại bộ phận của doanh nghiệp. Phân bổ kỳ này là 1 phần 4, còn lại là phân bổ các kỳ sau. Nào thì xem nào. Đấy, mình cùng xem. Xuất kho nhá, thì như hôm trước mình cũng đã chữa rồi. Đây là xuất kho của dụng cụ và phân bổ kỳ này. Tức là đây là bút toán phân bổ. Mình sẽ phải ghi nhận mấy thời điểm. Hai ạ. Ừ, thời điểm đầu tiên là Thời thời điểm điểm gì? xuất. Đúng rồi, Thời thời điểm điểm xuất. xuất. Điểm xuất mình ghi nhận như thế nào nhỉ? Đấy, xuất công của dụng cụ à. Thì biết Thì rồi, là lúc mới xuất mình sẽ ghi tăng cái gì nhỉ? Một cái tài khoản đặc biệt đấy, mà tên là chi phí nhưng mà nó lại là tài sản đấy. chi phí trả trước. Đúng rồi, chi phí trả trước. Tí nữa đừng có kết chuyển cái này đấy nhá. Đúng rồi. Cái này là quản lý doanh nghiệp. Có được làm Có gì? tài khoản. Công Lúc cụ mới dụng xuất cụ. thôi. Đúng rồi, xuất công cụ dụng cụ thì sẽ là có khoản công cụ dụng cụ. Thế thôi. Đấy, và số là bao nhiêu thì mình chính là lấy cái số đó luôn. 4.000. Ừ, 4.000. Đây cũng là 4.000. Xong. Tiếp theo thời điểm thứ hai thì điểm gì nhỉ? Phân bổ. Đúng rồi, thời điểm phân bổ. Thì phân bổ đấy, mình sẽ phân bổ thế vào. Đây, sử dụng tại bộ phận gì thì mình sẽ tăng chi phí bộ phận đó. Cụ thể đây là sử dụng tại bộ phận gì? Bạn quản lý doanh nghiệp. Ừ, vậy sẽ phân bổ theo ghi nợ tài khoản. Chi phí quản lý doanh nghiệp. Và có tài khoản. Có tài khoản. Lúc trước mình ghi nhận chi phí trả trước đúng không? Thì lúc mình phân bổ thực tế mình sẽ giảm cái đó đi. Bởi vì lúc đầu mình phân bổ, mình tăng vào đấy rồi mà. Bây giờ mình phải giảm nó đi chứ. Bởi vì nó có chi phí thực tế rồi mà. Thì mình sẽ giảm cái phần chi phí trả trước đi. Đúng không? Đúng ạ. Vậy thì có tài khoản gì? Có tài khoản chi phí trả trước. Ừ thì thôi. Nhớ nhá. Bút toán phân bổ mình phải như vậy. Lúc đầu mình ghi vào đấy rồi. Bây giờ mình phải giảm nó đi. Đấy, hôm trước anh cũng đã nói rồi mà. Được không? Nào. Nhớ ghi cái này nhá. Rồi. Mà giá trị là bao nhiêu thì mình sẽ tính theo giá trị thực tế. Và đây mình thấy này. Phân bổ kỳ này là bao nhiêu thì là số thực tế của kỳ này thôi. Thì mình thấy phân bổ bao nhiêu đây? 1/4 ạ. Ừ. Thì đấy. Có phải xuất từng này không? Mà bây giờ phân bổ 1 phần 4. Có phải 1 phần 4 của từng này không? Vâng. Là bao nhiêu? Là 1.000. Ừ. Thế thôi. Rồi. Đấy, mình định khoản ông cái bộ số 5 rồi. Rất là dễ vậy thôi. Tiếp theo mình đến cái bộ số 6 này. Điều 6 là công ty có khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp là 20.000 đã thanh toán bằng tiền ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán là 2%. Thì câu này nhá, nó tương tự như ở cái đề bên trên nhưng mà nó khác. Tại vì sao? Đây mình cùng xem nhá. Bên trên này ấy, nó khác là gì? Nó là phải thu. Đấy, đây này, mình cùng xem lại cái câu ở trên kia. Đấy, nó cùng là một cái đề trong một kỳ cho nên là cùng một form ấy, đây này. Đấy, cũng là 20.000 này, cũng là trừ chiết khấu thanh toán. Nhưng mà đây là gì? Đây là nợ phải thu đúng không? Đấy, tức là đang có một khoản phải thu, đấy, bây giờ thu được. Đấy, nhưng mà bây giờ mình xem lại này. Cái câu này của mình ý, sẽ là một khoản gì? Đây là mình thấy. Công ty có một khoản gì? Nợ phải gì? Nó phải trả. Ừ, đấy, tức là có một khoản phải trả nhà cung cấp là như vậy. Đấy, và đã thanh toán tiền gửi ngân hàng sau khi trừ chiết khấu thanh toán là 2%. Thì anh nói rồi, với cái trước khấu thanh toán ý, thì mình biết rồi đúng không? Đây, trước khấu thanh toán mình sẽ luôn ghi vào hoạt động tài chính. Thì ấy, nếu mà là được nhận thì mình sẽ ghi ở đâu? Thì mình Doanh thu luôn hoạt động tài chính. đấy thì khi được nhận mình sẽ tính vào doanh thu động tài chính, khi phải trả mình sẽ tính vào gì, Trả thì tính vào chi phí. chi phí gì. Hoạt động tài chính ạ. Đấy thì ở đây mình phải xem là được nhận hay phải trả nhá, nó rất là quan trọng. Mình định khoản mình thấy này, Vâng. công ty này đang có một khoản nợ phải trả, tức là bây giờ đang phải đi trả nợ đúng không, Vâng. đã thanh toán một tiền ngân hàng sau khi trừ chi phí thanh toán, bây giờ được nhận hay phải trả. Ừ, giả sử em đang nợ anh chẳng hạn, Vâng. xong rồi em trả anh. Đây, bây giờ giả sử em đang nợ anh 20.000 đi, anh là nhà cung cấp đi, em là công ty, được chưa? Đang có một khoản nợ như này.
xong giờ em đã trả tiền anh sau khi mà trừ chiết khấu thanh toán, chẳng lẽ em lại tự chiết khấu thanh toán cho em à? Có được không? Ừ, đúng rồi. Nhưng có vấn đề không? Vâng. Đấy, có thể mình ví dụ ra cho mình dễ hình dung. Thì đấy, bây giờ anh là nhà cung cấp, em là công ty đang có khoản nợ anh. Thì bây giờ anh phải chiết khấu thanh toán cho em thì em mới là được chiết khấu chứ. Đúng không? Tức là giả sử bây giờ là em đang gọi là nợ lâu quá chưa trả, thì anh bảo là thôi trả đi rồi anh giảm cho mấy phần trăm đấy chẳng hạn. Thì đấy đúng không? Thì Vâng. em lúc đấy em chuyển khoản luôn. Đấy thì đó là trường hợp này này. Anh có chuyển ngân hàng sau khi chủ chưa có thanh toán là 2%. Nhớ như vậy nhá. Đấy thì mình luôn phải nhớ. Ở đây mà em thấy là đây là đang là mình đang là bên nợ chẳng hạn. Bên nợ thì luôn được nhận chưa có thanh toán, phải chưa? Hiểu này chưa? Rồi ạ. Ừ. Đấy có thể ghi một cái chú ý vào nữa. Đây, cái gì cũng nên chú ý đấy. Cứ nhớ là nếu mà được nhận chiết khấu thanh toán, bây giờ em chỉ cần phân biệt được lúc nào là được nhận, lúc nào phải trả thôi là sẽ ghi được, bởi vì Vâng. em biết rồi là khi nào được nhận thì ghi vào danh tăng doanh thu đúng không, còn khi nào phải trả là tăng chi phí đúng không. Vâng. Thế thì chỉ biết là khi nào thôi. Đây thì nhá, bởi trên này này anh sẽ cho em xem lại cái hôm trước mình vừa định khoản rồi. Đây đó là câu số 6. Câu số 6 ở đây tại sao lại là chi, đây tại sao lại là chi phí, thì mình nhìn này, đây là công ty có khoản phải thu đúng không, tức là công ty này đang là công ty đi cho vay, Vâng. công ty phải thu người khác ấy đúng không, không không hẳn là cho vay, nhưng mà có một khoản là gì, bây giờ đang có một khoản là phải Phải đòi người thu. ta Vâng. đúng không. Đấy thì anh nãy mới nói đấy, bên nào phải thu thì sẽ là gì, sẽ phải trả chi Thì phí bên đây phải trả. Vâng. đấy, còn bên nào là bên nợ ấy thì sẽ được nhận đúng không. Đấy thì anh mới vừa ghi cái này đấy, chú ý đấy, hiểu không, thì các bạn ghi chú ý nhá, được không. Tóm lại là gì? Nếu mà là phải thu thì sẽ phải trả chi phí đúng không? Vâng. Phải thu mà nói về chiết khấu thanh toán sẽ là gì? Phải trả Tăng chi phí hoạt động tài chính. Được chưa? tăng chi phí được. Vâng. Bởi vì đây là phải thu mà thì phải cho họ cái hưởng đúng không? Thì bây giờ mình đang phải trả chi phí đấy, trả chiết khấu đấy. Tức là ghi tăng chi phí hoạt động tài chính không? Ok chưa? Ok phần này chưa? Ok ạ. Và tương tự như thế thì nãy mình vừa nói rồi, tức là bây giờ này, ngược lại phải thu là gì? Phải trả. Ừ, phải trả. Phải trả, đấy, trong câu, tức là trong đề ấy mà nó nói là bên này đang phải thu, mà người ta lại nói về chi phí, người ta lại nói về chiết khấu thanh toán, thì mình biết là sẽ ghi tăng chi phí hoạt động tài chính. Còn ấy, trong đề người ta nói là phải trả, bên này bên phải trả, mà nói về chiết khấu thanh toán thì là gì, tăng doanh thu hoạt động tài chính, hiểu chưa, hiểu này chưa. Vâng. Đấy nhớ như này thôi là được, không phân tích ra thì còn lú hơn đấy. Gọi nó là như này đấy, thì bây giờ nhá, nhìn câu này em phải xem là nó là bên nào, nó bên đi phải đòi hay là phải trả, hiểu chưa. Thì câu Vâng. 6 là gì, nó phải đòi hay phải trả. Phải trả. Ừ đấy, nó bảo là có khoản nợ phải trả là đang phải trả đúng không, Vâng. thì phải trả mới tính cái gì, tính vào đâu. Tăng doanh thu hoạt động tài chính Ừ thì rồi, các bạn ghi tăng nợ rồi đợi ghi chính. có. Ừ, ghi có. Rồi, thì bây giờ mình sẽ ghi nợ tài khoản gì? Có một khoản nợ phải trả đúng không? Mà bây giờ đi trả nợ rồi này, đang thanh toán nợ rồi này, tức là giảm khoản nợ đi thì ghi bên nào? Nợ thế thôi, phải trả người bán. Ừ, nợ còn phải trả người bán. Rồi. Có tài khoản gì? Còn doanh thu hoạt động tài chính. Ừ. Đấy thu hoạt động tài chính, bởi vì đây là bên được nhận chiết khấu thanh toán đúng không? Vâng. Các bạn anh đã phân tích như thế rồi đấy. Sau này mình gặp thì mình phải nhớ là nó rơi vào trường hợp nào. Đấy. Thế thôi à? Hay còn có cái gì nữa không? Có tài Hay là khoản tiền mỗi gửi ngân hàng. ừ. Có là gửi ngân hàng, bởi vì đây là gì? Người ta thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng rồi sau khi được trừ, tức là một phần được trừ, một phần còn lại thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng đúng không? Chứ không phải trừ hết. Trừ hết thì mình không ghi cái tài khoản này, nhưng mà đây là đã thanh toán tiền gửi ngân hàng mà đúng không, thì giảm phần tiền gửi ngân hàng đi, tức là ghi có tài khoản. Có tài khoản tiền gửi ngân hàng. Rồi và ghi bao nhiêu thì mình cùng xem này. Mình thấy này, đây có một khoản nợ phải trả như này, bây giờ là trả hết đúng không, trả hết thì sẽ ghi lại là gì, Nợ là 20.000.
Đúng rồi, bên nợ là 20.000 luôn, bởi vì giảm luôn cái phần phải trả này là 20.000, thế thôi. Còn doanh thu động chính và tiền ngân hàng là bao nhiêu thì mình thấy này. Kết quả thanh toán là bao nhiêu nhỉ? Là 2% thì Thì 2% 2% này được tính trên đâu? hai Tính mươi trên cái số tiền nghìn nào? 20.000 Bằng bao nhiêu? 400. Rồi, thì đây là bao nhiêu? 16.000 ở đâu? Lại 16.000, 9.000, thu. 19.600. Hôm trước vừa 16.000 xong đấy. Hôm nay lại 16.000 tiếp. Ok, nhớ nhá, bấm máy ra trời ơi. 20.000 trừ 400, không phải trừ 4.000, đây là 400. Được chưa? Vâng. Rồi, đấy định còn xong câu số 6 thôi. Khá là vất vả, gian nan. Là như vậy. Em Ok. phải làm nhiều lắm anh ạ. Thi môn nào cũng thế. Rồi, câu 8 và câu 9. À đây, câu 7 và câu 8 thì giống y hệt lúc nãy. Cùng xem nào.